Thưa quý vị, cô Kỳ Duyên, đáng lẽ cô phải đứng đây với tôi rồi. Cô cứ nói là phụ nữ phải mặc áo dài, đi chậm chậm cho nó dịu dàng. Cô ấy vào trong kia, cô ấy thay cái áo mà từ nãy giờ chưa có ra. Đàn bà lúc nào cũng chậm, thì tôi xin phép quý vị một phút để tôi xem cô Kỳ Duyên ở đâu đã, thì mới giới thiệu được cái mục này. Em, sao hôm nay em diễn hài mà em mặc đồ đẹp vậy? Trời ơi, đẹp không? Đẹp. Trời ơi, mấy quỷ kia nó áp lên đó, nó em con quạ. Trời ơi, thế ớt. Chị ơi, đâu phải bên đây diễn hài, bên nữa chẳng những diễn hài mà còn đi nữa. Là em xếp. Chú ngạn nghĩ em. Gì chị hết mà. Trời, thì đó chứ em thì bây giờ em khổ sức, em đứng giữa, nếu mà em không nhận lời thì em làm phật lòng chú ngạn, em nhận lời thì em sợ chị buồn. Nó cứ nói vậy chứ đâu có gì biết buồn chị đâu, không có buồn đâu đúng không? Làm chị mà ai làm vậy. Em biết chứ, mà bây giờ chị có buồn em cũng chịu, em phải làm thôi chứ em đâu có đường chọn lựa nữa đâu. Okay. Dạ. Nhưng mà em có bao giờ có kinh nghiệm làm MC chưa? Chưa, nhưng mà em nghĩ chắc nó dễ lắm, là tại vì hồi đó em có bán thuốc đau răng ở chợ Bến Thành á. Trời ơi, em rau ghê gớm lắm, cái miệng nó ghê gớm, nó lanh lắm nha. Đau răng, nhức răng, sưng răng, vàng răng, uống trà làm cho vàng răng, hút thuốc làm cho đen răng, ăn uống cầu làm cho sưng răng. Chị biết em nói từ giờ tới ngày mai cũng được. À, dạ không, nhưng mong sao em vô làm MC chị rất là vui. Dạ. Để thú thật với em á, chị cũng nghĩ là chắc một vài năm nữa rồi chị cũng nghỉ thôi chứ. Hả? Chị không có làm cái gì? Vài năm nữa chị mới nghỉ hả? Trời đất ơi. Trời ơi, em nói cho chị nghe, tổng thống Mỹ người ta làm nhiệm kỳ có 4 năm người ta nghỉ rồi. Chị MC mười mấy năm là quá đáng lắm rồi. Em nghĩ là chồng mẹ năm nay chị nhiên ta 45 46 43. Đúng rồi, 45 mà nhìn như 43 là chị biết sao không? Chị á là coi như là ưu điểm đánh phấn dày mới đẹp nha, trẻ hơn được 2 tuổi đó. Em nói thiệt, really? Bây giờ chị nghỉ làm MC đi mà khán giả còn giữ hoài cái hình ảnh đẹp đẽ của chị, chứ chị làm vài năm nữa em nói thiệt có nhiều Kỳ Duyên biến thành kỳ cục. Cô chứ phải giỡn đâu, thương mới nói. Ý mà quên nữa, mới lấy chồng phải không? Trời ơi, chúc mừng nha. Trời ơi, phụ nữ mà kiếm được hạnh phúc là trời ơi, tuyệt vời. Bởi vậy phải nghĩ làm MC liền. Tại sao nghĩ ở nhà chị? Giữ hạnh phúc gia đình. Trời ơi, đi hoài ổng ở nhà, trời ơi, ổng đổi tánh làm sao? Không, chồng chị cũng hiền lắm. Hiền cho bộ đuôi sao không biết nhìn gái. Bởi vì thì cãi hoài à. Em nói chị nghe mà trời, nhiều khi cãi với em lại bà cả nó mất kịp đâu, lúc đó giữ nó mất kịp, hiểu không? Em vậy thiệt á. Cả chứ, em vì hạnh phúc của chị em sẵn sàng hy sinh làm MC thế chị. Mặc dù trong lòng em thiệt em chịu đựng lắm. Yên tâm đi chị. Trời ơi, em hứa với lòng em. Tại vì tất nhiên là tre tàn măng mọc, cái quy luật chị phải hiểu. Chị thì lớn tuổi hơn em trẻ thì tất nhiên khán giả phải dành cho em nhiều cái cảm tình nồng nhiệt lắm. Chị phải chịu đựng thôi, hiểu không? Yên tâm, em muốn em làm MC em thề. Em thề với chị. Em mà làm MC đó thay chị, em nói thiệt, ra khán giả là nhắc tên chị Duyên. Ra khán giả là nhắc tên chị Duyên cho người ta nhớ chị. Lên sân khấu, nhanh lên. Chị phải đi chậm phấn cho chị lên sân khấu rồi lát nữa. Chị làm sao? Trời ơi, em nói vậy mà chị còn lên chậm phấn lên sân khấu nữa hả chị? Chị lên sân khấu, nhanh lên. Chị. Quá cái kiểu này Kỳ Nhông cũng không chui ra được chứ đừng nói Kỳ Duyên. Chị Duyên ra nó đâu vậy? Lên sân khấu nhanh lên. Ê, anh mở cửa ra đi, tôi thì khóa trong mày rồi nè. Ê, có ai đi ngang ngoài đó không? Help. Ê. Ủa, sao cô Kỳ Duyên lại đâu mất, lại kẹt ở trong nó làm sao? Có ai trời ơi, chú ơi, chú ơi, nguy nguy rồi, chị Kỳ Duyên không thể nào ra đây được chú à. Tại sao? Là tại vì chị bị bệnh bất tử rồi chú à. Bệnh gì? Bị đau bụng, không biết ăn cái giống gì, bây giờ đau bụng ở trong rách rùm đi ra không có được. Cái cháu mới hỏi là trời ơi chị đi ra nhanh đi chú ngạn, trời kìa, chị mới cầm tay của cháu, chị năn nỉ cháu ra làm MC giùm. Đó thì cháu sợ chú đứng một mình buồn quá, tội nghiệp đi, cháu chạy ra cháu cứu. Cô ơi. Dạ. Cô làm MC thì chắc là cũng được, nhưng mà nó khổ nỗi như thế này này. Sao chú? Là chú đã làm MC với cô Kỳ Duyên là mười mấy năm rồi. Dạ, cái đó con biết. Bây con giờ lâu lắm. Bây giờ tự nhiên để cô làm thì người ta sẽ cho
chú là cái người có mới nới cũ. Thôi ráng chờ chút xíu cho cô ấy ra đi. Trời ơi, con khóa kỹ lắm làm gì có chuyện ra được. Không, ý con nói chị kỹ lắm, cái gì chị cũng kỹ hết trơn á. Đi restroom cũng kỹ, mà làm mặt cũng kỹ, giới thiệu cũng kỹ. Mà lâu lắm rồi con mới thấy cái cảnh tượng mà trâu già không còn thích gặm cỏ non nữa. Trời ơi. Nhưng mà cháu ơi, dạ. bây giờ nếu mà chú bỏ cô Kỳ Duyên để mời cháu đến đây thì dạ. Chú sẽ mang tiếng là vắt chanh bỏ vỏ cháu ơi. Trời, chú lo xa quá, nào giờ người ta vắt chanh có giữ vỏ bao giờ đâu. thôi bây giờ chú cũng biết cái tài của cháu rồi, nhưng mà thôi cháu đứng yên đó để sau cái mục này chú vào cái chú tính cho làm sao nhé. Dạ, ráng giúp con nha. Chú đẹp lắm đó chú. Thưa quý vị, vâng, bây giờ chúng tôi lại mời quý vị thưởng thức tiết phẩm văn nghệ giới thiệu một giọng ca mới, một tiếng hát mới từ Úc Châu bay qua đây. Cũng là một cái điều, cũng là một cái sở nguyện mà Thúy Nga vẫn muốn giới thiệu những tiếng hát mới thưa quý vị khán thính giả khắp Nam Châu. Thưa quý vị, qua nhạc phẩm Girls, lời Việt của nhạc sĩ Huỳnh Nhật Tân, mời quý vị chào đón lần đầu tiên trên Paris by Night, nam ca sĩ Huỳnh Gia Tuấn. What? Chú, cháu dứt khoát cháu định làm cho cháu làm lần đi chú đi. Trời, con nói chị Kỳ Duyên không có tài nào mà ra đây được đâu, con nói thiệt, con nói thật lòng, chú cho con làm thử một lần đi. Trời ơi, con trai mặt đơn vậy luôn mà chú cũng cho. Rồi chị Kỳ. Oh, I'm sorry, em ra trễ hết. Ủa, cô đâu vậy? Kỳ Duyên xin lỗi quý vị, lúc nãy Kỳ Duyên ngu vậy sợ. Đi vô phòng sao vô tình lại khóa trái cửa lại, làm đứng trong đó không ra được, mãi có la mãi mới có người mở ra. I'm sorry, sorry anh, em ra trễ. Sorry quý vị, nãy giờ anh giới thiệu hả? Quỷ dịch nào mà nó lanh tai dữ vậy em biết. Có, may cho cô là có Kiều Anh ra đây phụ. Oh really? Oh thank you em, so sweet. Trời, quý vị biết không, lúc nãy Kiều Anh có hỏi Kỳ Duyên là muốn làm MC nhưng mà bà cũng hơi ngượng. Nhưng mà nãy giờ giới thiệu được phải không quý vị? It's good, right? Thank you Google, thank you Google. Không có chi, không có chi. Mà phải chị đừng nói câu đó. Cái lương tâm ở trong lòng em sẽ nó nhói nhói nhói. Làm như cái gì nó đăng vô. Em không nói được. Nó, chị phải cảm ơn em chứ, nãy giờ làm được phải không? Chưa có làm. Mới có xong rồi, chưa kịp. Chị chạy ra. Tức là chưa có cơ hội. Okay. Cô chạy ra sớm quá. Thôi vậy lát nữa thế nào chị cũng mời em ra giới thiệu lại với chị, rồi hai chị em mình làm màn riêng với nhau. Don't worry. Trời ơi, chị hứa nha. Yes. Một chút xíu em nói cho chị này chuyện quan trọng, chị không bao giờ ngờ, em nói thiệt tình như vậy. Yeah. Ok rồi. Cho em làm đi là chị có cơ hội nghe cái chuyện này để mà thủ người ta. Hiểu không? Đó. Ok, sure. Em nói như hiểu không? Okay. Bây giờ em chào em vô nha. Em chào chú. Dạ chào chú. Chú rất là đẹp trai. Chị đẹp gái lắm. Thank you. Chị bây giờ vô hết rồi. Khoan, chị chưa kịp khen em cái gì cả. Hồi nãy em mặc áo đen, bây giờ em mặc áo tím rất là đẹp. Vậy chị muốn hỏi đây, designer ai design cho em nè, Michelle Ngô hay là Gucci hay là Valentino hay ai đây? Trời ơi, em đâu chi mà làm phiền ta, vì chị với lại em có thích đụng hàng. Em tự design lấy vậy đó hả? Tự vậy đó. Kệ nó, mặc ra sao thì ra, miễn của mình được rồi. Ok, rất là đẹp. Dạ, dạ đẹp vậy không sao? Chị? Dạ, đó là nói chơi vậy thôi, chính này của Khao Vinh Hiệp. Ra nổ chút vậy đó. Em vậy... Để cái tự nhiên nó designer mai mốt, người ta tới người ta kêu mai đồ, em không biết kỳ lắm. Em, dạ. Rồi còn chuyện gì mà lúc nãy em nói rất là khẩn cấp, cái gì em phải nói chị nghe đó. Đó, em nói cho chị nghe, khoan để em canh coi có ai không, trời ơi ghê lắm, hiểu không? Đó. Trời ơi, coi có hàng cha này không biết cho biết tiếng Việt không, rồi cho nói tới nó lui rồi mệt ghê. You, hey, you. Thôi chứ, ông đi để ông làm rồi, ông không có nghe rồi, hên quá, không có ngóc lên nha. Rồi có nghe thì thôi cũng bỏ, chứ đừng nói tới nó lui rồi ôm sùm đó là. Nghe vui nha. Ok rồi, dạ. Sao? Chúc em vô em gặp vui sao vậy?
chuyên viên làm việc cũng không yên được với cô. An tâm rồi. Trời ơi, thật ra em không có muốn nói cái chuyện này đâu, mà tự giờ em ở trong em hối hận lắm chị. Em rất là hối hận, em rất là buồn. Thế em cũng nhiều khi em tự hỏi là trời ơi, tại sao mày có thể làm cái chuyện đó được vậy? Lương tâm mày có cắn rứt không? Mày có còn là con người không vậy Oanh? Em đấu tranh trước cái gương á chị. Thế là em quyết định em ra đây em thú thật với chị là cái vụ hồi nãy mà ở trong cái restroom á. Em lỡ tay em nhốt chị á. Em khóa chị là em khóa chị mà em không phải, em không phải kẻ chủ mưu đâu. Em là bị gián tiếp thôi. Còn cái người mà trực tiếp chỉ huy hành động là có người khác bảo em làm chuyện này. Có mà em nói thiệt chị, em không dám ca nói. Ca sĩ nào hả? Không phải ca sĩ. Trời ơi, ca sĩ thì làm gì có chuyện mà dám đụng tới hai đứa mình, không có đâu. Vậy chứ ai? Cái người này em nói ra là em sợ em bích đường MC quá, mà trong khi em quá ham làm MC chị ơi. Ai vậy? Chị hứa với em là khi em nói ra chị biết con người ta vậy rồi chị ngừa thôi. Chứ okay. Chị đừng có hỏi nha. Nha thì em mới dám nói ra đi ai nha. Okay, chị hứa okay, nha. Chị hứa, chị nha hứa, Duyên okay, nha okay, đó. Người lớn hứa giữ lời nha. Không có ai khác hơn Nguyễn Ngọc Ngạn. What? Hết hồn chưa? Anh Nguyễn Ngọc Ngạn. Mà ông mắc mớ gì ông muốn hại chị nhỉ? Đó, mắc mớ gì? Khi mà chú nói câu đó em đi, em nhìn chú, em đi, chứ em định nói chú, cái em không dám nói, bị cái mắt của chú đanh lại kiểu này nè. Không chị, không em ơi. Em chỉ biết là theo mệnh lệnh em làm thôi. Em làm mà trong lòng em cay đắng, em nói thiệt chị, em nói thật là em rất là em rất là em không bao giờ muốn làm chuyện đó. Không, chào chị Minh. Dạ, anh Ngạn với chị quen nhau mười mấy năm mà anh rất là hiền. Anh lúc nào cũng nói chuyện từ tối, tại sao anh muốn hại chị? Mười mấy năm rồi đâu có ai ngờ chị đâu có thủ đâu, phải không? Biết người biết mặt đâu biết lòng đó. Mà em nói chị nghe, cái này theo dự đoán của em thôi, chú Ngạn là cái loại tiếp người đó. Dạ, tiếp người đó là tên ấy là khẩu đó, khẩu xà mà tâm Phật. Hả? Khẩu xà? Hình như em nói lộn rồi, hình như là phải khẩu Phật tâm xà chứ sao? Hình như khẩu Phật tâm xà chứ không phải khẩu xà tâm Phật. Ừ thì đại khái cái trước của chú Ngạn, cái sau của em vậy thôi, đại khái vậy đi. Mệt quá à. Đại khái là em không phải cố ý vậy đâu, em nói thiệt á. Thôi cái này lát nữa chị vô chị sẽ nói chuyện nhân Ngạn sau, bây giờ em nữa. Trời ơi đừng có hỏi chú Ngạn mà. Thế bây giờ chị tiếp tục giới thiệu đi. Em nói chị nghe rồi chị không nói được nữa. Không, em biết chị rất là buồn. Em khuyên chị những cái lúc buồn như vậy, người an ủi mình, tinh thần của mình chỉ là người chồng mình thôi, mình tâm sự với người chồng mình thôi. Mình phải nhớ về chồng, cũng giống như một cái nhạc phẩm mà Hãy Nhớ Đến Anh đó, là của tác giả Ngọc Sơn, qua phần trình diễn của, trời ơi căng thẳng quá, Nguyễn Hưng với Hồ Lệ Thu. Trời, mặt anh ấy xã hội đen quá. Có số đào hoa nhắn mấy anh chồng, vợ hai vợ ba, có chơi thì chơi cho khéo, chớ quên vợ nhà. Ông bà xưa có câu, ớt nào mà ớt chẳng cây, gái nào là lắm đây, ấy mấy thời vợ ghen. Ghen bây giờ tinh vi hơn xưa, ghen bây giờ tàn nhẫn hơn xưa. Quan thư thời trước có sống lại cũng chào đùa, ghen bây giờ khôn ngoan hơn xưa, ghen bây giờ xì mát hơn xưa.
đời trước có sống lại cũng chào thua. Em xin giới thiệu với quý vị, em là CEO của công ty D&G Corporation. D&G không phải là Dolce & Gabbana, mà D&G là đánh ghen Corporation, tức là công ty đánh ghen. Thưa quý vị, tới với công ty em thì em sẽ dạy cho hiểu thế nào là ghen, đánh ghen làm sao cho nó có trình độ, đánh ghen làm sao cho mấy ông nể, mà đánh ghen làm sao để lôi kéo mấy ông về. Mà đánh qua đánh lại, đánh tới đánh lui mà mấy ông không bỏ tật ghê thì thôi cho mấy ông đi luôn. Có tiếp khách không? Rồi rồi, mời vô, có khách rồi, mời hai chị vô. Thấy chưa đó, 32 năm kinh nghiệm trong nghề, tôi nhìn tôi biết ai sầu thảm liền. Nè, có hai người phụ nữ nè, cái người mà cái mặt già già xấu xấu mà nhăn nhăn là chắc chắn là bị chồng bỏ. Chị bị chồng bỏ đúng không chị? Mặt ta tươi vậy mà chồng bỏ, cười vậy mà chồng bỏ. Cái mặt mà cười giả trân vậy mà nước mắt ranh chồng là chắc chắn rồi, em chắc là chị chồng bỏ đúng không? Tôi chưa có chồng. Hả? Trời ơi, chị chưa có chồng hả? Ừ. Nhưng mà chắc lẽ là chị có người yêu rồi đúng không? Chưa có người yêu luôn. Cái gì vậy, từng tuổi này mà chưa chồng chưa có người yêu hả? Tôi nói câu này ra ai cũng là trời hết nha. Rồi nói đi. Tôi còn con gái. Oh my gosh. Rất là trời đó. Trời ơi, còn thông dịch nữa hả? Ừ. Nhưng mà nếu mà chưa chồng nè, không có người yêu nè, còn con gái là ế rồi. Đâu có gia đình đâu mà có gian dở đâu mà vô gặp tôi làm chi? Không phải tôi. Má kia. Hả, cái gì? Tôi nói không phải tôi, là cái con bạn của tôi. Nó là bạn của tôi. Ủa? Dạ. Bạn hả? Dạ đúng cái rồi. Cái gì vậy, mày làm gì mày sợ vậy? Tôi là như bạn vô này mày xuống đó. Tông làm hết hồn hết chứ à. Rồi bạn nhưng mà lũ khà lũ khụ già dữ vậy rồi. Không sao, tại ghen nó hại sức lắm đó. Nó ghen đó. Thôi bỏ xuống dùng cái coi. Bỏ xuống. Đi. Trời đất ơi. Gì vậy? Em ơi. Đó. Trời ơi, mặt mũi vậy. Tướng tá vậy. Trời ơi em ơi. Đẹp vậy mà sao bị chồng bỏ vậy em? Chị làm nhục em rồi đó. Không, ý gì nè, ý chị nói là già xấu như bà này chồng bỏ chị không tức. Mà em đẹp quá bị chồng bỏ chị tức, biết không? Cái gì? Hả? Nãy giờ có nói tôi già vậy là sao? Bà không nói tôi già mà bị tam tai hả bà kia? Cái gì vậy trời ơi? Tôi muốn giết người quá chừng luôn á. Sao vậy? Tự nhiên vừa phải thôi chứ. Ôi, thôi nè, thôi mà. Nói mẹ. Cái nết nói chuyện vô duyên này nè, mà hay sỉ nhục hay nói tao già này già nọ đó. Có con nhỏ bạn ở dưới quê mình, mày nhớ không? Ồ, tao cũng thấy cái quen quen. Cái con quỷ đó, nó hay chửi tao là già nên già nua vô duyên. Ừ, đúng rồi đó. Mày nhớ không? Con lợm. Con lợm. Đúng rồi. Trời đất ơi, ai mà nó biết tên cúng cơm của tôi vậy trời. Tôi nhớ là mấy chục năm trời tôi chỉ có hai con nhỏ bạn mới biết tên cúng cơm của tôi là Nguyễn Thị Lụm thôi. Đó là con Thủy và bà Liễu. Thôi tôi bay hả? Trời ơi. Mình ba đứa hôm nay gặp nhau. Lợm, tao biết tại sao tụi mình hay lạc nhau rồi đó. Là ba đứa lạc tông quá, cho nên lạc nhau. Trời ơi, tụi bay gặp lại mừng quá mấy chục năm trời ơi. Hey, gặp lại nha, tao không thấy đứa nào thay đổi nha. Đúng rồi. Nghĩ nè, trời ơi, tao nhớ hồi xưa là mày là đẹp nhất xóm thấy chưa? Quá đẹp luôn mà bây giờ vẫn còn đẹp nè. Đúng. Chỉ con cái không thay đổi biết sao không? Mày quê quá. Qua tới Mỹ rồi còn bới cái đầu rồi mặc quần áo vậy làm sao? Trời ơi, chồng con rồi mà diễn cho ai coi mẹ ơi. Thấy không? Thấy sai lầm không? Thấy sai lầm chưa? Càng có chồng càng diễn. Đừng diễn cho mấy chả, mình diễn cho mình biết không? Ơ, còn chị Trinh. Tao cũng vậy phải không? Không thay đổi chút xíu nào hết. Đẹp hơn hồi xưa phải không? Hồi nãy chị nói chị còn Trinh á thì là coi như là em không có tin. Giờ sau khi biết chị là chị Liễu rồi em mới tin đó. Sao vậy? Chị không nhớ hả? Sao vậy? Ngày xưa trong xóm đàn ông ai cũng sợ chị trơn á, tại vì dữ quá. Vậy mà giữ, vậy mà giữ, vậy cứ giữ, em có giữ cái gì? Chị bị giữ. Còn mày, mày hiền quá. Có chồng con gì chưa? Chưa. Vậy là mày còn... Không, bà, tôi hơn bà. Tôi hết rồi. Vậy hả? Tôi hơn bà mật cả hả? Nhưng mà em nói chị nghe nè, em không có chồng, nhưng mà em có người yêu. Chồng chi? Đó, chồng như thế không? Thấy khổ ghê không? Đó, chồng là chi? Em nói chị nghe nè, nói nghe nè. Người yêu á thì còn có người này người khác. Chồng nó còn kiểu nó ra đời nó gặp gái nó thân thớt nói cười, nó về nó nhìn vợ như kẻ thù vậy á. Sao tao không biết kiểu đó? Thôi, thì mày không có kinh nghiệm đâu. Thôi lụm ơi, tao nói mày nghe nè, bây giờ tao cái gì mà lụm vậy? Trời ơi, tao đâu có quăng gì đâu mà mày lụm. Bây giờ tao có tên khác rồi.
Tên gì? Tụi bay biết Nicki Minaj không? À. Biết, con nhỏ rap rap đó phải không? Rapper đó phải không? Tao nhìn mày tao nghĩ mày muốn chồng dữ lắm rồi đó. Bà Liễu ơi, tao thích con nhỏ đó lắm. Đúng rồi, đó là Nicki Minaj. Còn xin tự giới thiệu, em là Nicki Milu. Tao nghe tên đó tao muốn thảy cục xương cho nó vậy. Cái gì vậy? Nè, bà vô duyên á nha, bà làm tôi như lặng chó bằng vậy. Tao nói mày nghe, ở dưới quê mình á, người ta hay kêu chó Milu Milu đó. Vô duyên à? Thôi nè, tao nói mày nghe nè, cứ gặp nhau, hai đứa gặp nhau là cứ dị hoài tên của người ta mà mày kêu gì kỳ lắm. Đúng rồi, tao không tỉ là lịch sự không? Mà Lu ơi Lu. Thôi mày kêu đại tao tên lụm đi. Mày kêu Lu Lu nó còn giống con chó hơn nữa. Trời ơi. Tao vô đây, vô đây, mời 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 vô, mời vô. Tao bây giờ tao rối lên hết trơn rồi. Giờ mày đã rồi, sao đâu mày kể tao nghe coi. Ở đây kể cho nó nghe. Không được, bây giờ tao nói mày nghe. Tại sao vậy? Tao nói mày á, bây giờ tao giúp mày, sao mày gia đình, chuyện gia đình sao? Giúp tao nghe đi. Mấy chục năm nay cái ngày nào tao cũng ghen hết trơn. Thấy đầu óc tao gì không? Mày làm sao mày giữ chồng tao? Chứ không thôi chết là tao. Tao nói thiệt mày. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, nó sao vậy? Trời ơi, nhắc tới chuyện ghen là nó xỉu vậy đó. Trời ơi, nó ghen, nó lộn lộn, nó ghen, nó xỉu. Nó ghen mà nó xỉu, nó xoay ba vòng là sao vậy? Nó làm như thiên nga vậy chết vậy mày. Mà tao nói mày nghe. Sao? Bây giờ nó xỉu rồi, nó không biết gì hết đó. Mày kệ, mày hỏi chuyện chồng nó đi, tao kể cho mày nghe. Qua đây, qua đây. Qua đây, nó té, nó té. Trời ơi, sao vậy? Ngàn chục lần vậy đó. Chốn tự lết vậy không sao đâu. Trời ơi. Mày vẫn đánh ghen sao mà nó xỉu hoài sao? Sáng nay rủ tao đi đánh ghen à. Mới ra khỏi cửa xỉu à. Mày biết tao làm gì giờ? Ừ. Sẵn có ba đứa con nó ở nhà à. Tao rủ đánh sạch sám. Trời. Đánh bài. Đánh ghen không thấy. Tao thấy đi đánh bài. Tao rủ đánh bài à. Không cái nó tỉnh dậy mày không? Nó tội nghiệp nó quá, nó buồn quá. Ừ. Tao mua rượu cho nó nhậu. Trời ơi. Cho nó dơi sầu. Hỏi đi, hỏi giờ. Hỏi chồng con nó đi. Hỏi bà nè. Bây giờ chồng nó ngoại tình lâu chưa? Ủa cái thằng cha này ta nói như là cái hạm nhà binh vậy mày ơi. Ta nói nay con này mai con kia. Nó nói trời ơi gặp nó là già trẻ bé lớn nó không cần biết. Nó gặp là nó hốt, gặp là nó hốt rồi mày. Mr. Vacuum nó phải không? Hút bụi đó mày. Hút bụi đó phải không? Sao thấy quen quá. Trời ừ. Vậy đó hả? Nhưng mà bây giờ bà có gì bà gặp mặt với bồ của chồng con Thủy chưa? Ta gặp mặt ta kiếm mày làm chi? Bây giờ có bao giờ bà đi theo dõi không? Bà theo dõi bà thấy mặt. Có. Ngày nào cũng theo dõi trơn á, có bữa sắp sửa gặp tới một mục tiêu rồi mày biết không? Cái tự nhiên nó xỉu. Trời tao làm gì? Tao phải lo cho nó. Mất mục tiêu. Chết rồi, thôi bây giờ bà sao bà ráng bà gọi nó dậy đi để tôi hỏi nó cho kỹ đi. Ừ. Là chuyện của nó. Tao tự tỉnh rồi. Trời ơi. Cái gì vậy? Rượu đâu liễu. Rồi uống rượu quen thói quen, thói quen thôi. Bữa nay ở ngoài đường nhịn bữa nha, nha. Thôi sao đây? Giờ mày giờ xuống đây. Mày ráng mày giúp tao mày đi lận. Đúng rồi, mày xuống đây nè, bây giờ mày tao nói mày nghe bây giờ á, ít nhất mày phải biết chồng mày đi đâu, chồng mày làm gì, từ đó mình mới biết mà mình đánh ghen. Giờ mày cho tao biết đường đi nước bước của chồng mày coi làm sao. Biết chứ, chồng tao là PT, là professional training, cho nên sáng nào á ổng cũng đi tập cho người ta, từ sáng sớm cho tới chiều tối ông về nhà à. Ăn cơm tắm rửa sạch sẽ xịt dầu thơm cái là 9 giờ tối cái ổng đi tập cho ổng tới 3 giờ sáng. Ổng tập cái gì cho ổng? Thì ổng chạy bộ. Cái gì? Chạy bộ từ 9 giờ tối tới 3 giờ sáng á hả? Ừ. Trời ơi, vậy mà mày tin hả? Chứ sao? Trời cô này nó ngu ghê đó. Chồng tập thể dục mà 9 giờ tối tới 3 giờ sáng mà nó tin, nó ngu ghê vậy đó. Thôi giờ vậy, ông nói mày nghe nè. Bây giờ cái cách ghen của tao là mình ghen từ từ biết không? Mình ghen từ từ thôi. Bây giờ trước tiên vậy nè. Nếu mà mày biết chồng mày với con bồ của chồng mày, mày mời luôn chồng, bồ và mày. Ba người đi ăn sáng với nhau. Để làm gì? Trời ơi, nó ăn sáng để nó khỏi ăn chồng mày chứ làm gì? Không phải vậy bà ơi. Đây nè, tôi nói mà nghe, tôi coi là ăn sáng như vậy thì cái cô bồ của nhìn có thấy ủa trời ơi, người ta có vợ rồi, vợ chồng người ta vui vẻ vậy tại sao mình nhào vô làm gì? Tự nhiên người ta rút lui. Đó, cái người đó là người biết điều, biết không? Ừ. Ăn sáng rồi nó đòi ăn trưa, ăn chiều rồi chủ yếu là món ăn tối nữa mày, gặp tao xứng mấy tao bỏ. Trời ơi. Vậy là bà là không người biết điều. Rồi thôi, cách này không được đâu mày ơi. Không được hả? Ừ, tao thấy không được. Vậy nè, ngồi xuống người ta nói nghe. Thôi giờ trước tiên mày phải biết là chồng mày đi đứng ở đâu này, mình theo dõi rồi thì theo dõi xong rồi mình mới hành động biết không? Bây giờ có cách vậy, tao chỉ cho mày cách theo dõi. Mày có cái điện thoại đó không? Có. Nè, điện thoại nè. Rồi đây, mày có cái gì ha? Đây có cái app nè ha. Cho số phone của mày vô đây nha. Cho số phone của mày vô. Đó. Số phone của chồng mày á. Đó, vô đây đó, mày nhấn nút này đó. Bây giờ mày thấy cái cây này không? Cái cây này nhúc nhích là chồng mày nhúc nhích.
À, chồng mày đi đâu là mày theo dõi đó. Ồ, chưa? Hay vậy hả? Miễn cây này nhúc nhích là chồng tao nhúc nhích. Ừ. Tức là nếu mình có số phone của người ấy thì mình biết người ấy ở đâu phải không? Đúng vậy. Dạ. Vậy ở đây có ai có số phone của anh Quang Lê? Quang Lê thì khỏi cần hỏi, đang ở bờ chăn gà nè. Chị ra ngoài sòng bài á, cái chỗ kéo máy á. Máy gì? Máy con sói á. Vậy hả? Chút mình ra mình kiếm ảnh á. Dạ. Cái chỗ nào mà một người mà ngồi hai ghế mà ba cái máy là Quang Lê á. Ê ơi, như tao thấy cái này nhúc nhích nè mẹ ơi. Ờ đúng mẹ, rồi. Nhúc nhích rồi nè. Chống mày đó, chồng mày đắt đi đó. Cái này nè, nó sẽ rõ ràng thấy giờ mày thấy không? Đó đó, khung cảnh này đó đó. Ủa trời, nhúc nhích rồi. Ủa sao mà cái này chỗ này nó quen dữ vậy? Ê ê, cái quán cà phê xéo xéo văn phòng tao nè. Ủa cái gì vậy? Ê, tao thấy rồi, thằng Gia Trọng ngồi trong xe kìa Thủy ơi. Hả? Cái gì? Ủa chồng tao. Trọng là chồng nó. Chồng mày tên Trọng hả? Ừ. Cho có hình được không? Nè, đi nè, hình nè. Trời ơi, cái gì vậy? Bồ tao. Hả? Tao có hẹn gì kỳ cục chị? Liễu ơi, cái gì kỳ vậy? Tại sao? Đừng xỉu nha, đừng xỉu. Xin lỗi, tao xin lỗi, tao không biết cái này. Đừng xỉu. Anh nói là anh còn độc thân. Nó hay quá. Anh nói là vợ anh chết rồi. Ôi trời ơi. Mà anh nói vậy nè, anh nói vợ anh bị một người bạn thân giết chết nữa chứ. Trời ơi. Nên tao thấy tao đau hơn, tôi chết rồi. Trời ơi, vậy là không được rồi. Mày thấy đàn ông chưa? Hở ra trời chi. Này sao Liễu ơi, chắc tao xỉu rồi, tao xỉu. Đừng xỉu. Đi vô nhà. Đi vô nhà nha. Tao không biết đâu mày làm gì nó làm không, tao xỉu nó nha. Đừng xỉu. Vô nhà để tao đi, tao đi với mày. Để nó xử. Để nó xử. Tao tin mày đó nghe. Rồi. Nó xử. Sao kỳ cục vậy? Trời ơi. Minaj, baby. Hello. Hey. How are you? Thể thao chưa? Thể thao không phải khoe hàng. Thể thao cho khỏe đấy nè, đi chơi. Nếu mà không muốn bị bỏ rơi, tập cho thiệt bự anh sơi mỗi ngày. Hello everybody. Hello Minaj, I miss you. I miss you too. I want you. Yeah, I need you. I love you too. Hey. Ây da. Baby. Em đỡ anh vậy em. Hả? Dạ bị giật bẻ rồi. Dạ bé. Tập cho cố vậy. Kéo lên ra. Được chưa? Tập vừa thôi anh. Mấy bữa nay sao đi đâu vậy? Bộ bận công chuyện lắm hả? Trời ơi, em biết không? Mấy bữa nay cái gym của anh nó có ra hai cái chương trình mới. Tôi nói tụi khách, ta nói đăng ký nườm nượp luôn vậy đó. Anh tài năng quá. Cái chương trình đầu tiên là cái chương trình giảm cân. Ồ, cái đó khó lắm á. Ôi, tôi nói từng vừa rồi có khách VIP vừa vô tập mỗi ngày luôn nha. Mà bây giờ cái thân hình giật. Giật cân đối dữ lắm. Là xuống cân dữ lắm hả anh? Yes, he's so happy. Cân đối lắm hả? Yes. Ai vậy anh? Quang Lê. Anh ơi. Thiệt em... Bây giờ happy lắm. Trời, cái thân hình bây giờ nhìn đi đã lắm. Đã thiệt anh ơi. Em vừa mới đi uống trà sữa với Quang Lê ngày hôm qua anh ơi. Hả? Em chưa uống hết một ly mà hi hút hết ba thùng rồi anh ơi. Làm sao mà ốm được. Vậy là xuống rồi đó. À. Chạy trước khi vô cái chương trình giảm cân là quốc tới 6 thùng lận đó. Trời ơi, ghê cái quá. Tiệm bô bà của người ta 9 giờ sáng mở cửa mà 10 giờ bước vô là hết đồ bán. Trời ơi, Quang Lê mở hàng đắt hàng vậy hả anh? Đâu phải, mình Quang Lê hút hết á. Ghê quá. Nó nghe nè, cái chương trình đó bây giờ trời ơi, Lê nó so happy. Giới thiệu qua cho người bạn nữa, thì còn một cái chương trình nữa. Dạ, dạ. Dương tới tương lai. Là sao? Chương trình gì Dương tới tương lai là sao anh? Kéo cao giòn. Trời ơi, cái chương trình này hay lắm. Bạn của Quang Lê thích quá, đăng ký vô luôn. Bây giờ hai người tập một lúc và hai người so happy. Cái người kéo tới tương lai rồi có thành công không anh? Kéo cao người... Rất thành công. Được bao nhiêu cm? 2 cm. Trời hay quá, ai vậy anh? 1m49 lên 1m51. Dạ, Việt Hương với Thúy Nga. Hai đứa luôn tập đều mỗi ngày. Bây giờ so happy. Mà sao hay vậy? Cho dù mấy tuần mà lên được 2 cm là cũng rất hay đó anh à. Làm sao được vậy? Trời ơi, em biết sao không? Dắt ra ngoài Phước Lộc Thọ thôi. Mua đôi guốc đeo vô cái là đi được liền. Anh nói chơi thôi. Miễn sao gặp baby, gầm cho baby vui là anh vui rồi. Trời ơi, cái gì anh nói cũng được hết trơn hết trội á. Anh làm cho người ta đẹp vậy chứ anh làm cho em cái gì nè? Mẹ tròn con vuông. Ủa sao vậy? Có nghĩa là muốn em đẻ đứa thứ tư phải không? Làm gì có đứa thứ tư, anh chưa bao giờ có vợ. I'm still single. Cái gì vậy? Cái gì vậy em? Nhà em có con chuột.
chuột chuột bự lắm mà nó chạy rồi đổ đồ bể đồ này không sao đâu. Dạ, dạ. Chuột làm hết hồn hết. Dạ dạ dạ. Dạ. Thôi đừng có lảng tránh cái công chuyện của em nữa. Sao? Đi đâu mà hôm nay mới tới bận rộn sao? Em yên tâm. Kể từ bây giờ anh ta sắp xếp giờ rồi, 9 giờ tối đến 3 giờ sáng là giờ của em. Cái gì vậy? Trời ơi. Tiếng gì vậy em? Dạ, con mèo hồi nãy là con chuột và con mèo. Trời, nhà em nó con mèo. Súc vật nó chạy vòng vòng vậy trời. Giống như là Tom and Jerry, anh nó cứ rượt nhau hoài à. Dạ. Mấy mình kêu pest control tới bắt nó được không? Dạ. Lát hồi nhiều khi có con cọp nó xuất hiện á anh. Ôi, ơi. Em làm á. Có dạ. Nói nghe nè baby, trời ơi các tuần lễ anh không gặp anh nhớ em quá. Ngồi đây đi nè. Anh nhớ em quá nè. Trời ơi em nhớ cái đôi vai bự của anh quá à. Tại đôi vai này là coi anh tập là để làm gì, lo cho mẹ già và ba đứa em. Mà ba đứa em đang tuổi mới lớn, mẹ bà nó ăn gì đâu mà nó ăn quá trời ăn luôn vậy. Vậy hả? Ăn vậy thôi mà còn thua mẹ già của anh ăn nữa. Mẹ già ăn hơn nữa. Trời ơi mẹ già anh ăn kinh khủng vậy hả? Khủng khiếp lắm em, bởi vì anh phải tập để kiếm tiền, để có tiền lo cho gia đình đó. Yên tâm, yên tâm. Cái chuyện đó anh đừng có lo quá, cái gì em lo cho. Đấy, đừng rồi. Có làm vậy với anh nha. Anh không có thích xài tiền của phụ nữ nha. Được, được rồi, được. Cái chuyện đó không thành vấn đề. Bây giờ nè em vô nha, em sửa soạn phòng ốc nha. Em chờ anh nha, đưa em lên 4 tầng mây nha. Thôi đừng, từ từ. Sao vậy? Anh có quà cho em. Có quà nữa hả? Chưa cái gì cái đòi đi vô phòng ốc liền à. Này, tăng 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 tăng. Quà gì? Eye gel. Oh, eye gel. Yes. Cái này anh mua cho mẹ già mà mẹ già không có thích. Vậy à? Dạ, nước sơn mới của eye gel nè. Trời ơi. Đó, cầm lên để đó. Cái này là Deep and Dark của eye gel nha. Vậy đó, hả? Bột nhúng rất là xịn. Rất bền phải không anh? Đó, đây, có cái máy LED luôn nha. Cho em ở nhà tự làm đẹp. Đẹp quá, cái sơn, màu sơn này nó chắc lắm không anh? Bền vững và ai cũng thích mùa này là coi như hợp new trendy. Dạ, nếu mày còn dư là em sơn nhà luôn anh, cho nó chắc luôn á. Dạ. Nó nghe này, cái chai nước sơn này mày sơn nhà, trời chắc ai chơi chúng mánh quá. Vậy vậy nên bán mới nhiều nữa anh ơi. Thôi được rồi, để em quan vô trọng sơn... là anh tặng cho em cái này. Cái gì vậy? Tăng 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 tăng. Trời ơi, em thích quá, em thích áo đậm, em thích áo đậm. Anh em thích, nhưng mà em thấy coi bộ anh thích áo đầm này hơn em á. Bậy à. Tôi thấy anh sung sướng quá. Bà có dạ? Tặng cho baby. Cảm ơn anh, để lát em thay liền. Tôi thay liền nha. Thôi em vô nha. Chưa. Cái gì vậy? Sao làm gì mà cứ đòi vô trong hoài? Cái quan trọng là cái này. Cái này là cái gì? Cái này. Cái gì vậy? Tăng 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 tăng. Trời ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì mà anh văn minh như vậy? Anh tiến bộ như vậy? Trời ơi, ghê quá à, anh. Cái gì? Trời ơi, cái giường em không có cái này. Em ơi, cái này phải để lên cho cái đầu giường. Không phải đầu giường hả? Giường em nó cũng không có cái này. Cái này cũng không phải cột ở dưới cái chân giường. Chứ làm gì? Cái này là để trói hai trái tim của chúng ta lại với nhau. À, trời ơi. Để chúng ta mãi mãi thuộc về nhau. Nè, mở cái này ra đó. Anh thánh thiện quá. Còn em trần tục quá, em nghĩ lung tung quá. Em quá trần tục luôn. Ai ngờ là hai trái tim thôi. Hai trái tim thôi, cái còng là hai đứa mình khóa lại với dạ. Nhau giống vậy đó. Anh đó. Mở ra cho em coi coi. Đà. Đó, dễ thương quá, được rồi. Đó. Được rồi, em thử anh mở cái này ra. Anh mở luôn cái này cho em dạ. Là đó. Dễ thương quá. Vô. Chưa. Búp. Đó. Rồi hay giờ dạ. Chói anh với chói em đây, lại. Em thử chói anh coi nha. Dễ thương quá anh ơi. Thôi bây giờ để em vô em sửa soạn nè. Em sửa soạn. Đấy, đây nè. Nè, không có được đi đâu nha. Anh hứa với em hôm nay đợi em tới 3 giờ sáng luôn mà. 3 giờ sáng thì anh vô đây nè. Đó. Gì vậy? Hả? Hả? Đây đây đây, thử nó có chắc hay không. Chứ chói hai người rồi sao em bằng gì. Đó, vô nha. À. Đứng đây nha. Em vô em sửa soạn phòng rồi em ra nghe anh nha. Bận cái I love you. Em bận áo để em ra liền nha nha. Chị cười. Hồi đó giờ tôi chưa bao giờ thử về cái xứ hoang dã luôn á. Cái bụi cây này lạ lạ nè. Ủa mới vừa phóng vô phóng ra sao cái tướng khác vậy ta. Em vậy. Chị Liễu. Vậy. Chị đi với ai tới đây vậy? Tao dẫn má tao đi chơi. Rồi má chị đâu? Ra đi má ơi. À, hết hồn tắt mồ hôi luôn á.
nó nghe nè chị Liễu. Vậy chị chơi xấu vậy chị Liễu? Xấu gì? Chị có má đẹp cái tướng ba đầy ngon vậy sao đó giờ ông dắt ba nhà em chơi? Đó là quỷ mà, nhìn kỹ đi. Má nè. Thủy. Thủy gì? Vợ. Vợ gì? Mình ơi, ủa mình tới đây làm gì? Mình đầu tay chân gì? Tôi nói thiệt nha, ngày hôm nay đó tôi rất là bình tĩnh, tôi không có xỉu nữa. Tôi quá khổ vì anh rồi. Hả? Dẹp anh qua một bên đi nha. Tôi không bao giờ tin anh và không bao giờ tha thứ mình, cho anh mình, nữa. Mình nghe nghe anh giải thích à, anh có nỗi khổ. Đó, à, mấy ông đàn ông nha. 10 ông vô 11 ông à, quậy banh cái gia đình luôn á mà hỏi là anh có nỗi khổ riêng của anh. Không, không vậy trơn á. Em ơi, nghe nghe anh giải thích em thật anh. Bây giờ mà còn giải thích cái gì nữa mà giải thích nữa. Nha. À, nè, đừng có nói là cho anh thêm thời gian nha. Không, đúng là như vậy, tại vì thật sự là anh. Nè, tôi nói cho anh biết, từ rồi sắp lên, tôi sẽ sống cho tôi. Đúng rồi. Thủy, đừng. Ủa? Ồ, hello cả nhà. Vô đây, ai đây? Ai vậy? Vô đi cưng, vô đi. Ai vậy? Tôi gọi đó. Hả? Uber. Gì vậy? Em đi đâu? Người đẹp. Em cái đầu mày chứ em. Vợ tao mà em hả mày? Vợ vợ cái gì? Vợ con gì đây? Từ rồi sắp lên tôi không còn là vợ của anh nữa. Thôi. Vợ. Dùm ơn. Baby. Cố lên. Dùm ơn. Baby. Tôi ra khỏi chỗ này được không? Được. Em muốn đi đâu anh chở em đi. Miễn phí. Hả? Trời ơi. Vậy chở tôi về với ba đứa con tôi nha. Hả? Có ba đứa con rồi hả? 50% off thôi nha. Dù. Tao đi nha. Hay. Cố lên. Sống cho mình nha. Dạ. Vợ. Mình. Mình. Chị Liễu nói em tiếng đi. Chị Liễu. Nói gì đáng đời lắm. Xin chào cả nhà. Ai nữa đây? Ở đây có người nào tên là Trinh không? Em. Ai là Trinh đâu? Em. Con chào ngoại. Hả? Em là bé Trinh. Em là bé Trinh. Bé Trinh đó. Em là bé Trinh. Ừ. Em có nhớ anh không? Trời, anh Quang Lê ai cũng biết. Em có nhớ là anh quen em từ cái thời mà em còn con gái không? Hả? Em vẫn còn con gái mà. Em có nhớ là cái bài hát mà anh hát là ngày xưa em như chim sáo, sống lâu năm em thành con đại bàng. Hay quá. Trời ơi. Hay con quá. Đại bàng của lòng anh. Hay quá. Ê. Em mừng quá à. Anh giờ đưa em đi đâu nè? Bây giờ em muốn đi đâu anh đưa em đi, hay là mình đi cái máy nha. Máy gì? Máy nào em thích? Máy con chó sói đó. Trời ơi. Hay máy con heo cũng được. Ừ. Anh không chơi máy đồng loại. Rồi. Bây giờ mình đi ăn. Ăn gì? Tối nay em đi với anh rồi, em sẽ không còn là bé Trinh nữa. Trời. Vậy hả? Trời ơi, thích quá, thích quá. Đi ha. Đi. Bye bye. Ôi, rồi, bye. Bye. Đó. Rồi đó. Cho anh đứng yên chỗ đây, tham lam thì giờ cuối cùng anh chỉ có một mình anh thôi. Mình anh. Hát cái gì mà hát? I want to go restroom. Hả? Want to go restroom? Yes. Con chết luôn, đứng ở đó đi, nhìn đi. Bye. Ê! Trời ơi! Không lẽ giờ tôi quay mặt vô đây chứ trời. Hát. Luôn. Không lẽ giờ tôi bế cái này vô luôn hả trời? Đứng nó luôn đi, đi vô. Hả? Con đại bàng của anh đi vô. Đứng nào? Đứng đây. Chìa khóa lắm. Chương trình Paris by Night Tiếu Vương Hội được bảo trợ bởi Diamond Sponsor iGel Beauty. Sugoi Fukuidan hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Em ơi, em cứ tin anh đi. Anh không phải là loại người nổ đâu em. Trung tâm của anh tuy mới mà khác với những trung tâm khác. Em biết không? Anh là người làm ăn có tính toán, có đầu óc. Anh biết. Những trung tâm khác họ làm một cuộn video tốn độ khoảng chừng 300-400 ngàn. Anh biết điều đó. Nhưng mà 300-400 ngàn đối với anh là đồ bỏ, coi làm sao được. Nội cái tiền ánh sáng của anh không là anh cũng phải đã trả đến 300 ngàn rồi.
khiêm tốn mà nói với em, cái cuộn video này của anh mà đã thành đó, là phải bạc triệu em ạ. Là phải bạc triệu. Em bỏ bên đó đi, em bỏ bên đó về hát độc quyền cho anh ở bên này, anh sẽ trả các xe em gấp đôi. Ồ em đừng lo, em đừng lo. Đã lên video của anh rồi đó thì là người xấu cũng trở thành đẹp thôi. Mà người đẹp mà lên video của anh thì lại trở thành tuyệt vời. Em ơi em nên nhớ như thế này. Ca sĩ đó thì nó chỉ có một thời thôi. Mà nhất là thời con gái nữa. Em biết bây giờ em đang ăn khách nè. Em thấy cơ hội nào nó tốt là em phải chộp lấy liền. Oh no 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 no. Anh van em, anh can em, anh xin em. Giờ phút này em còn nghĩ tình cảm, tình nghĩa gì nữa em. Anh bảo đảm với em cuốn video này của anh mà ra rồi đấy, những trung tâm khác sẽ dẹp tiệm đi bán phở hết. Ok em, ok. Có gì nhớ page anh nhá. Ok em, see you, bye. Chưa sản xuất được một cuốn nào mà tại sao lại cứ bill đòi nợ thế này. Alo, trung tâm băng nhạc Trầm Luân đây, tổng giám đốc Đoàn Hùng Hậu nghe đây. Anh hả? Anh lại lấy cái credit card của em đó phải không? Nhà không còn đồng bạc nào đó, chỉ có mỗi cái credit card đó để dành khi khẩn cấp anh cũng mang đi nữa. Anh đi đâu mà đi tối ngày vậy? Không có ngó nhà gì đến em với mấy con hết đó. Mấy tháng rồi, ngày nào cũng đi, đi từ sáng cho tới nửa đêm. Dẹp cái trung tâm băng nhạc đi, trở về ngày cũ làm ăn cái đàng hoàng. Em chán cái tờ mượn đồ heo nấu cháo của anh lắm rồi. Em ơi, em bình tĩnh, em nghe anh nói nè. Không lý cả cuộc đời anh cứ ngày thường đi bưng phở rồi cuối tuần đi bán chợ trời sao em? Em chờ anh đi. Chuyến này anh quyết định anh làm một vố lớn, anh sẽ kêu gọi khổ phần. Nhé. Thì lúc đó mình dùng tiền của thiên hạ chứ mình có dùng tiền của mình đâu. Nhưng mà em biết á, hiện tại bây giờ là anh đang dụ một số ca sĩ này. Anh dụ được một số ca sĩ nổi tiếng trong tay của anh rồi thì lúc đó thiên hạ sẽ bỏ tiền ra cho mình quay em ơi. Một đồng vốn 45 đồng lời, ai mà không bỏ tiền cho mình quay chứ em. Em dành một tháng nữa đó mà không xong cái cuốn video đó thì quay về bán bánh cuốn. Vợ với con chán quá, chán quá. Một người vợ không có chí. Alo, trung tâm băng nhạc Trầm Luân, Đoàn Hùng Hậu nghe đây. Ôi xin lỗi, ai đầu dây đó? Ô, Thu Thủy. Anh nhớ, nhớ rồi. Có, tôi có nhận được thơ này, hình ảnh của cô với quà tặng nữa. Cảm ơn nhiều lắm, thank you very much. Trời ơi, xấu như giỏ xoa mà đòi làm ca sĩ này trời. Alo, à, cô nói sao? Cô ơi, cô đừng nói vậy. Xấu hay đẹp không thành vấn đề. Trung tâm băng nhạc Trầm Luân của chúng tôi chủ yếu là về nghệ thuật. Chúng tôi chỉ cần cái giọng mà thôi. Cô có nhớ cô Thanh Xuân Hoa Hậu Áo Tắm năm 98 không? Cô ta đẹp hết chỗ nói, đẹp tuyệt vời. Cô ta đến đây năn nỉ tôi xin hát, nhưng mà tôi từ chối thẳng. Tôi đã dặn cho cô nghe chứ bây giờ nếu mà có đưa cho tôi 10.000 mà nói là để hát bè tôi cũng không chịu nữa. Chúng tôi là đặt nghệ thuật lên trên hết. Tôi không thể nào phản bội lại lòng tin của khán giả được cả cô ạ. Xấu hay đẹp, tôi đã nhắc cho cô biết không thành vấn đề. Đẹp cũng vứt đi, nếu không có giọng. Chờ ông giám đốc. Mời ngồi. Bận quá rồi thầy. Bận lắm, mời. Dạ. Mời ngồi nha, mời. À, cô đây là... Dạ, cháu là Kim Hở. Kim... Dạ, Kim Hở. Kim Hải, dạ. À nhớ rồi. Bữa thứ sáu tuần trước thì cháu có gọi điện thoại nói chuyện với lại ông giám đốc đó. Như thế này. Dạ. À, mình đã là nghệ sĩ rồi. Dạ. Thì là mình làm một đại gia đình rồi. Dạ. Thế nên
mình nên kêu nhau bằng anh nha. Dạ. Em thấy anh nhìn ngó 50, đây là 40, nhưng mà những cô ca sĩ 17, 18 tuổi vẫn gọi anh bằng anh em. Anh, cái tính anh là bình dân lắm, gọi như vậy cho nó thân mật, với lại nó hợp cái tác phong nghệ sĩ hơn. Dạ, à. Dạ cảm ơn anh. Nhưng mà em thì em cũng nói thiệt với anh là hồi em á thì em mơ cái mộng em á mà mơ lòng ca sĩ á, thì hồi xíu siêu á. Nhưng mà boy mớ em á thì khổ nổi, ổng cứ nói đó là em á không có dạng. Cái gì? Em nói không là, có gì? Mi là mi không có dạng, cái dạng mi là dạng hot không có được. À không có dạng, không có dạng. À. Dạng mi là chỉ có đi rô mì quảng nè, đi bón bánh một lạc, bón bánh tróng thì bánh, nghe bánh, hợp bánh, lý hơn. Bánh gì? Bánh tróng, đó núa rứa đó. Bánh tráng, bánh tráng. Núa rứa đó rồi, em cũng thất vọng. Em không biết hồ môn mà có cơ hội để tới đây làm ca sĩ. Thì trừ em cứ nghe thấy đang cái trung tâm ban nhạc đang bố tuyển lựa ca sĩ thì em tới đây tới đệ đấy, không biết có được không. Xin giám đốc giúp giùm em. Em nói như thế là ba mẹ em không hiểu gì về đó anh thấy chưa, đứa đó em không hiểu gì về văn nghệ cả. Em biết đó, với người khác đó thì người ta cần phải có giọng, người ta cần phải biết nhạc lý, nhưng với em thì em đâu có cần. Em thiệt không cần anh. Anh nói thiệt hả? Anh nói thật. Đứa thì em mừng trời ban cho em có một cái body như thế này là đủ rồi. Em không cần giọng gì nữa. Dạ, rất cảm ơn anh. Anh rứa thì anh nghe núa rứa đó em cũng mừng lắm. Nhưng mà vì em hồi mố trừ em chưa có hot bao giờ hết trơn á, nhưng trừ đứa đứa khán giả là em sợ kinh lắm. Dạ. Em đừng lo chuyện đó. Anh sẽ mang kinh nghiệm của anh ra anh chỉ cho em. Anh nói thiệt nhá. Anh cho em một cái thí dụ rất là dễ hiểu, một thí dụ rất là nhẹ nhàng. Anh thí dụ cho em bây giờ nè. Nếu bây giờ anh cầm tay em, lần đầu tiên như vậy em có run không? Dạ run lắm. Dạ. Anh sẽ tiếp tục anh cầm tay em và anh làm nhiều cử chỉ thân thiện nữa. Dạ. Đó. Thì em sẽ hết run chứ gì, đúng không? Dạ. Đó. Dạ. Thì đến lúc đó là em ngồi trước mặt anh cũng như ngồi trước mặt khán giả thôi. Em không phải lo. Nhưng mà em ở gần đây hay là em ở đâu? Đâu có đâu, em ở xa lắm. Em ở túc cái bên xa Corona lặng. Dạ, ở đâu qua, ở đâu? Ở South Carolina đó anh biết không? Ồ, South Carolina. Dạ, em qua đây rồi em nhờ nhà người bọn đó mướn xe em lấy tới đây gặp anh. Như thế thì bất tiện lắm em ơi. Em biết cái nghề ca sĩ đó. Người ta từng nói là hoa nở về đêm mà. Thế không, có nhiều khi em phải đi thâu băng đến 3-4 giờ sáng. Rồi có nhiều khi em phải đi làm việc riêng với anh thậm chí trắng đêm luôn. Đúng không? Rồi em đi về nhà người ta như vậy thì phiền lắm. Anh nghĩ như thế này. Anh sẽ mướn hotel cho em ở nhé. Anh nói thiệt hả? Anh nói thật. Rồi anh sẽ làm tài xế đưa em đi đây đi đó. Rồi nếu em cần thì em cứ lấy cái xe Honda của anh em đi. Anh đã gọi dealer anh đổi cái Mercedes convertible rồi mà em thấy em công việc bề bộn quá anh không có thời giờ anh đi. Châu cho nghe anh nói chuyện dễ thương quá mà. Em rứa mà em nghe cũng nói là mấy thằng cho trung tâm ban nhọt á là phách lối rồi khinh người rồi dê đủ thứ hết trơn. Em sợ kinh lắm. Ai thì sao chứ anh không phải như vậy em ạ. Em biết nhà báo ở bên này người ta đã chửi anh là cái thằng nói dốc nói xạo. Cho nên em biết không, cái lúc mà vợ anh còn sống mà buồn lắm. Ủa? Chứ vợ anh chết rồi hả anh? Tội nghiệp quá. Thế thì ra mà chết cho anh. Tại vì vợ anh đi câu với mấy người bạn của bà. Đi câu biển á. Rồi lúc bà câu được con cá đó, bà cúi xuống bà vớt con cá lên thì cái nón polo của bà rớt. Rồi bà vừa cúi xuống như thế này con cá mập từ dưới lên nó vồ nguyên con. Alo. Anh đó hả? Tối về nhớ mua cho con thùng tả nha. Ok bye. Anh rứa. Mấy con mẹ hàng xóm đó mà. Phiền hà lắm em ạ. Rứa chỉ bị vồ đó là anh có thấy mẹ con cá nữa không? À không lắm. Tại vì cái lúc đó anh thấy bà rớt xuống như vậy là anh cũng cúi xuống anh nha. Anh ngồi trên đây là anh đâu có thấy được bà. Nhưng mà em ạ, cái chuyện này cũng đã lâu rồi. Chứ cũng đã mười mấy hôm rồi. À không, mười mấy năm rồi, mười mấy năm rồi. Anh thì anh chủ trương lúc nào là cũng muốn quên đi tình yêu cũ. Anh phải sống với thực tế chứ. Em thấy một cái trung tâm ban nhạc lớn như thế này nó đè nặng lên hai vai anh. Đúng không? Anh nua rứa thì em nghe cũng đúng. Nhưng mà... Ủa? Hồi nãy anh nói là anh mướn hotel cho em ở hả?
Em ở một mình hả? Thôi em không dám ở đây, em sợ lắm. Ủa tại sao? Tại em nghe núi Ban Ni hả là mấy hotel là toàn là moa không mà. Cái gì? Moa đen, moa tráng rồi đủ thứ moa hết, em không dám ở đâu. Em sợ lắm. Ủa? Bộ em tưởng là anh mướn hotel cho em ở một mình à? Trên núi ráng. Anh không bao giờ muốn em lâm vào cái cảnh sáng mai thức giấc nhìn quanh một mình. Anh sẽ tình nguyện ở với em. Thiệt hả anh? Anh nói thiệt anh hả? Anh sẽ tình nguyện anh ở với em cho em khỏi sợ ma. Ồ, em yên chị. Dạ, cảm ơn anh. Đứa thôi, đứa thì trừ em đi trả xe. Rồi em đón xe tới đây gặp anh nghe. Dạ. Nhưng mà em nhớ như thế này nè. Trong cái thời gian em ở đây đó. Dạ. Nhá. Em nhớ sắp xếp thời gian càng nhiều càng tốt đến gặp riêng anh. Dạ. Có thế em mới mau tiến bộ. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, đứa thôi trừ em đi nghe. Dạ. Nhớ nha. Mà khoan. Có gì, đây là cái business card của anh, có gì em cứ gọi cho anh nhá. Ủa? Cái này đâu phải, cái này là trung tâm chỗ chia tiệm cầm đồ mà. À đây, đằng sau nhá, đây số bộ này đằng sau nhá. Dạ, em dạ, nhớ tới nhá. Dạ, dạ. Yes. Không mở trung tâm thì làm sao chốt được mấy em này. Yes. Alo. Alo. Ông Đoàn Hùng Hậu có đó không? Đoàn Hùng Hậu nghe đấy, ai đó? Thì em try clean đây. Ông tới lấy đồ đi. Bỏ giặt cả 3 tháng không chịu lấy. Tôi nhắc cho ông lần cuối cùng, ông không lấy được đem bán ra ra sale hết bây giờ. Ồ, xin lỗi nha, tại mới đi Hawaii quay phim về. Tí nữa tôi sẽ tới lấy. Xin lỗi, bao nhiêu tiền vậy? 95 đồng. Nhưng dứt khoát là ông phải trả tiền mặt đấy nha. Lần trước có 31 đồng mà cũng ký chứ bao nữa. Ủa? Sao kỳ vậy? Trung tâm Trầm Luân chúng tôi không bao giờ ký check bao cả. Ơi, có vài chục đồng bạc mà cũng làm như dữ vậy. Thiếu nợ mà cứ đòi hoài, ai dám thiếu? Bực mình không ra gì. Quá trời em. Dạ, em xin kính chào giám đốc. Đi đâu đây chú? Dạ, em có đọc báo thấy trung tâm Trầm Kha à, dạ Trầm Luân có tuyển lựa. Có. Dạ. Trung tâm của tôi có tuyển ca sĩ thật. Dạ. Nhưng mà tuyển đô vật là võ đường ở bên khu bên kia nhá, mời chú nhá. Ủa đâu có giám đốc, em là ca sĩ. Em là ca sĩ local nổi tiếng giám đốc. Dạ. Em có đọc báo thấy trung tâm Trầm Luân tuyển lựa ca sĩ để quay video giám đốc. Em xin được đóng góp. Dạng này mà là ca sĩ sao? Dạ ca sĩ giám đốc. Trời, giám đốc biết không giám đốc? Giám đốc mà quay em ấy nghe giám đốc. Giám đốc đỡ tốn cảnh lắm giám đốc. Tại sao? Dạ là nó vậy nè giám đốc, mắt kia cái ống kính á có nhiêu đây mà tướng em thì nhiêu đây đó. Giám đốc thấy chưa? Bởi vì đâu có cần phải quay cảnh chi cho tốn tiền trung tâm nữa giám đốc thấy không. Nhưng mà chú chuyên hát về là nhạc gì? Hơi nước đúng hơi nước này hay là mời dạ bài ruột của em hả giám đốc? Bài ruột của em nha. Dạ bài ruột của em á là vũ nữ thân gay hay khoảng 400 pound thôi. Dạ đúng yeah. Đúng giám đốc. Em mới có 399 pound giám đốc. Dạ với lại giám đốc thông cảm cho em ở từ xa tới làm giám đốc. Em từng ở bên đâu? Pháp làm giám đốc. Bên Pháp qua đây. Paris you know oui. Paris oui yes oui. Giám đốc thấy không, với lại em lỡ hứa với con bồ của em rồi giám đốc. Em hứa với con bồ em là một khi ra đi là phải mã đáo thành công. Giám đốc thấy không, bởi vì mình người đàn ông mà giám đốc. Đàn ông mình đừng bao giờ hất hứa với đàn bà. Có chứ. Dạ bởi vì một khi đi là không trở lại. Bởi giám đốc thông cảm cho em thử giọng hôm nay giám đốc. Chú mày mà cũng có người yêu sao? Dạ có người yêu giám đốc. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em được 53 dạ em 35 tuổi giám đốc. Trên 30 rồi thì hát làm cái gì nữa. Dạ giám đốc thông cảm giùm em giám đốc. Em nuôi cái mộng ca sĩ này từ lâu rồi giám đốc. Hồi em 12 tuổi tới bây giờ mới có cơ hội giám đốc. Giám đốc cho em thử giọng liền giám đốc. Dạ. Thôi được rồi. Dạ. Bây giờ đó, chú đi đâu thì đi đi. Ngày mai chú trở lại sẽ có ban nhạc đệm cho chú thử giọng nha. Không cần giám đốc, không cần ban nhạc. Không lý mà tôi đệm cho chú. Dạ không.
Nhưng mà cho hỏi cái này. Dạ. Nhưng mà chú chuyên hát loại nhạc nào? Dạ em chuyên hát nhạc tiền chiến, giám đốc. Nhạc tiền chiến. Dạ đúng giám đốc. Dạ thí dụ như là bài nào, bài nào? Dạ, dạ như là bài ruột của em nha. Bài ruột. Dạ, bài ruột em thường hát nha giám đốc. Mà khán giả yêu cầu em hát tới hát luôn hoài là giám đốc. Là bài nhạc tên là Người Yêu Cô Đơn. Bài Người Yêu Cô Đơn. Dạ đúng giám đốc. Chế đi, cái bài đó đâu phải là nhạc tiền chiến đâu. Cái nhạc tiền chiến là người ta hát trước khi người ta đi lính. Đúng không? Lúc mà người ta còn là dân sự đó. Dạ đúng. Đây là cái nhạc tiền chiến là phải như thế này. Dạ. Thí dụ những bài như là Đừng Sai Em Đêm Nay nè, Trái Tim Còn Trinh, bài Nhẫn Cỏ Cho Em. Dạ. Ê, đó. Bài ruột Nhẫn Cỏ Cho Em là bài ruột của em. Giám đốc có. Dạ có. Giám đốc cho em thử giọng liền giám đốc. Bài ruột của em. Thôi tôi đã nói chú rồi, thấy chú bay từ bên Pháp qua nó xa. Dạ cảm ơn. Không lý mà bây giờ tôi nói chú lại về lại bên Pháp rồi, khi nào chú xuống được khoảng chừng 200 pound rồi chú quay trở lại thử giọng đi. Giám đốc không cảm giám đốc. Em bay từ xa lắm giám đốc. Tôi hiểu. Dạ, đi tới đi lui nó bất tiện cho em giám đốc. Tôi hiểu. Dạ, với lại tốn tiền nữa giám đốc. Giám đốc không cho em làm ca sĩ cũng không sao giám đốc. Ồ ra. Dạ, em biết múa. Em biết ca. Em biết nhảy đầm nữa giám đốc. Có không? Dạ có. Giám đốc biết ca sĩ Nguyễn Hưng không giám đốc? Ai? Ca sĩ Nguyễn Hưng giám đốc. Ca sĩ Nguyễn Hưng à? Nhảy hay lắm mà, nổi tiếng lắm mà. Đây này, mới gọi cho tôi đây này, để tôi coi lại con sao đang xin về đây hát mà để tôi coi lại. Rồi. À. Nhảy cỡ ổng là đối với em á là vứt đi. Ồ thế à? Dạ, em nghe người ta đồn nha giám đốc, ổng là đệ tử em mà. Hả? À? Người ta đồn à? Ổng là đệ tử em. Giám đốc không tin hả? Em làm liền cho đúng không? Ổng đứng lên. Em làm liền cho đó. Đây đó, em muốn cho giám đốc coi nè. If you want my body, if you think I'm sexy. Mời chú ngồi. Em ngồi nhé. Dạ em. Thế chú đã đi trình diễn ở đâu bao giờ chưa? Trời ơi có chứ giám đốc. Ồ. Em đã từng trình diễn hơn 100 show rồi mày tấm nhá. Ồ. Em đã từng làm người mẫu rồi giám đốc. Mày nói giám đốc nghe nha. Làm người mẫu như tụi em á cực lắm giám đốc ơi. Ủa tại sao? Dạ em vừa làm người mẫu xong nha, em phải chạy xuống dưới sân khấu hai quần áo ra để song ca với Như Quỳnh liền mà giám đốc. Ai? Nữ ca sĩ Như Quỳnh giám đốc. Nữ ca sĩ Như Quỳnh. Đúng giám đốc nói đúng. Cô ta nổi tiếng lắm đấy nha. Đúng giám đốc. Đang xin về đây hát mà để tôi coi lại đã. Vậy hả giám đốc? Trời ơi giám đốc ơi, cổ năn nỉ em hoài em đâu có chịu giám đốc. Đó, nhiều khi á cổ đưa tiền em vừa đưa tiền vừa năn nỉ em đâu có chịu. Mà năn nỉ cái gì? Cổ năn nỉ với em á là anh làm ơn anh đừng song ca với em đó, em muốn sao em chịu giám đốc, em đâu có chịu. Em mới bay em hát bài hát liền giám đốc. Nghe không đó. Thế hát song ca với Như Quỳnh bài gì? Dạ bài Trái Tim Không Ngủ Yên. Giám đốc biết Trái Tim Không Ngủ Yên là vậy nè giám đốc. Đó. Ngủ em... mẹ gì được mà ngủ. Đâu ngủ được giám đốc. Em hát bài đó cho giám đốc nghe liền nha. Nghe em nghe liền nè. Nếu anh nói anh đã yêu em là thực ra anh đang nói đùa, còn anh nói anh muốn xa em rồi là hình như em đang có bao. Đó. Hay. Dạ, cảm ơn giám đốc. Tôi phải công nhận anh có một cái giọng hát hay. Dạ, một giọng hát vô cùng nặng ký. Dạ cảm ơn giám đốc. Thôi bây giờ như thế này. Dạ. Nếu anh không trở thành ca sĩ cho trung tâm của tôi. Dạ làm sao? Tôi cũng vẫn mướn này. Vì anh biết cái trung tâm của tôi đó hàng năm tổ chức rất là nhiều show vòng quanh nước Mỹ và nhiều nước trên thế giới lắm. Cho nên là mỗi lần tụi tôi tổ chức show, tôi sẽ mời anh làm ca sĩ giám đốc, làm gác cửa. Tướng em sang vậy sao gác cửa giám đốc? Sang lắm. Thế bây giờ như thế này. Dạ. Bây giờ anh đi đâu thì anh đi nhé. Dạ. Xong là ngày mai đó. Dạ. Anh khỏi trở lại. Dạ. Khi nào cần tôi sẽ gọi anh. Dạ. Nha. Ok. Dạ. Ủa vậy là xong rồi hả? Xong rồi bài nhá. Vậy là xong rồi hả? Xong hoàn tất hết rồi xong. Dạ, giám đốc cho em gửi cái càng. Có chuyện gì giám đốc gọi em nha giám đốc. Dạ cái số thì số của bạn gái của thằng em thì em đang ở nhà. Ok được. Dạ. Giám đốc cứ gọi em. Ok. Em không cần phải okay, được. Ok. Không cần làm ca sĩ nha. Okay. Làm cái gì cũng được hết nha. Ok giám đốc. Ok. Dạ thôi. Nghệ thuật là có em nha. Ok bye. Ồ một quá là vui coi chớp rồi. Quá yêu nghệ thuật. Thì rồi anh tử bên Pháp mà bay qua bên Tây anh trình diễn tụi Đức rất khen quá trời em. Hết lần thứ nhì anh đi Úc
anh hát cái tụi hiền sĩ nó nghe được, nó qua bên Thái Lan nó đồn tên anh liền em. Trời ơi, bởi vậy em. Oh, hi. Hi, anh đến lâu chưa? Chào giám đốc. Dạ. Sao nó là một đi không trở lại, con tới làm gì cho rồi? Giám đốc không cảm. Chuyện nào hỏi nói. Bây giờ lu bu quá. Dạ. Sáng nay thì cô thư ký gọi lại là cô đi đẻ. Dạ. Chào nghe. Thế rõ là không biết điều, đẻ là không chọn ngày mà đẻ. Giám đốc, cổ đẻ con trai hay gái giám đốc? Đã hệ. Rồi anh vừa tính đi, phát là Nguyễn Ngọc Ngạn, Nguyễn Cao Kỳ Duyên gọi lại. Ngọc Ngọn, em phái ông đứa lát. Ô, ông nổi tiếng lắm em ạ. Phái lắm. Nguyễn Ngọc Ngạn, Nguyễn Cao Kỳ Duyên gọi lại xin làm MC cho anh cuốn này. Nhưng mà khoan năm lu bu quá anh chưa có tính được. Để từ từ tính cho hai người đó anh gọi thì dễ. Thôi bây giờ như thế này. Sao? Ông nhạc sĩ. Đờn xong chưa? Âm thanh rồi sao? Được hết rồi hả? Rồi bây giờ ai hát trước đây? Dạ dạ em xin được hát trước giám đốc em. Dạ. Thôi vậy như thế này nhá. Dạ. Mình nên nhường cho phụ nữ hát trước đi. À, đúng. Lady first. Dạ lady first. Sao em? Dạ bây giờ em hả? Em hả? Em dạ. Chuẩn bị được chưa? Dạ rồi. À. Dạ. Anh nói cho em nghe một điều như thế này. Cái cuốn video này anh bỏ ra cả bạc triệu. Dạ. Đúng không? Cho nên anh cần em hát mở màn. Để lôi cuốn khán giả. Yeah. Em nhớ không? Em là linh hồn của cuốn video này. Có thiệt hả anh? Đúng. Em chọn ra bài hát nào mà em thích nhất. Có, em có. Em nhớ mà. Anh nhắc lại. Yeah. Em là linh hồn của cuốn video này. Cố ơn anh. Rồi, cố ơn anh. À, giờ bắt đầu nha. Dạ. Rồi. Em hát đi. Em hát cái bà con gái ba chữ. Con gì? Con gái ba chữ. Con gái con gái ba chữ. Con gái bây giờ. Con gái. Cái bài này anh thích, cái bài này anh thích lắm đó. Thôi bây giờ em hát nha. Ok. Này, em hát thêm giúp. Cẩn thận nha, đờn cho hay. Em hát liền nha. Em hát xong rồi. Hát xong rồi. Nãy giờ anh đâu có nghe đâu. Em hát xong rồi đó hả không anh? Không sao. Anh bảo đảm em, rồi. Cái tiếng hát của em mà lên hình thì là tuyệt vời. Trời ơi, cái body của em như thế này mà ra CD thì không còn chỗ nào chê. Cảm ơn anh. Em yên chí. Em sẽ nổi tiếng nha. Dạ, cảm ơn anh. Hay dạ. Quá. Chọn không lầm người. Dạ, tới nghe em. Bây giờ như thế này nhá. Dạ. Tại vì mình không còn thời giờ nữa. Dạ, dạ giám đốc. Cho nên bây giờ chú hát cho tôi nghe một cái bài very, very ngắn. Ngắn thôi. Dạ, ngắn. Thôi được rồi, đây bây giờ bắt đầu đi. Dạ. Giới thiệu tên rồi tên bài hát rồi mình bắt đầu nha. Dạ, em xin được nha. Kính thưa quý vị, em xin được trình diễn một bài nhạc rất là lãng mạn, rất là tình tứ trong một cuốn phim đã giật giải Oscar Award. Cuốn phim đó mang tên là Titanic. Hay. Giám đốc biết không giám đốc? Cái bản nhạc này nha, nữ danh ca của Mỹ hát cái giám đốc. Nữ danh ca nào? Dạ, Madonna. Hay. Yeah. Cô nổi tiếng lắm. Dạ, dạ. Tôi hát đây. Dạ, em xin được bắt đầu. Oh, dạ. Dạ, bản nhạc xin được tên là My Heart Will Go On. Hay, yeah. Hay. Em bắt đầu, em thử giọng, em bắt đầu với mắt nhập. Every night in my dream. Khoan. Sao? Mình đã là ca sĩ. Dạ. Yeah. Hát thì phải có ban nhạc đệm mới được. Dạ, dạ. Nha, ok. Yeah. Ban nhạc. Không có tông sao đàn. Không có tông. Dạ, dạ, em không cần tông. Em tự hát được, không cần tông. À, được. Được. Dạ, em. Được. Dạ. Em xin được trình diễn lại nha giám đốc. Dạ. Every night in my dream, I hold you, I feel you, I kiss you. Xong rồi. Dạ, xong rồi. Hey, bravo. Mara. Oui. Tôi thành thật khen ngợi anh có một giọng hát rất là nặng ký. Dạ, cảm ơn giám đốc. Nhưng mà như thế này. Dạ. Yeah.
tôi sẽ giới thiệu cho anh vô một ban hợp ca rất là nổi tiếng. Dạ cảm ơn giám đốc. Dạ. Anh biết cái ban hợp ca đó đó tên gì? Dạ tên gì giám đốc? Là ban hợp ca đưa em về miền đất lạnh. Trời lạnh quá em đâu. Trời ơi ban nó rất là nổi tiếng. Ban nhạc đó là ban nhạc gì anh biết không? Dạ ban nhạc gì? Ban nhạc Vạn Thọ. Hay lắm, nổi tiếng lắm. Dạ cảm ơn giám đốc. Tôi bảo đảm tôi sẽ đưa anh vô trong ban đó. Dạ cảm ơn giám đốc. Giám đốc nhớ giới thiệu em giám đốc. Lúc nào họ cũng cần người hết. Anh yên tĩnh nhé. Dạ dạ cảm ơn giám đốc. Dạ cảm ơn em nhé. Dạ. Ồ bây giờ em hát bài gì em? Ông Hậu đâu rồi? Trời ơi ra đi nói chuyện với tôi nè. Tại làm sao vậy? Chị ba khỏe không? Chị ba đừng nóng. Không sống nóng hả? 6 tháng rồi không có một cắt tiền nhà hết. Trả nhà lại cho tôi mở bán bún riêu. Ồ chị ba đừng nóng, nghe tôi nói là chị ba. Bây giờ tôi bận lắm, tôi đang thâu cái cuộn video với tựa đề là Trầm Luân Tuyệt Vọng. Cái gì? À không, Trầm Luân Tuyệt Phẩm. Chị ba ơi, chị ba ráng chờ cho tôi 3 bữa nữa thôi. Tôi bán cái cuộn video này xong rồi bắt đầu tôi mượn tiền tôi trả cho chị ba. Trời ơi, trước đám đông như thế này mà chị ba làm tôi mất uy tín đó chị ba. Ông làm gì có uy tín mà mất. Trời ơi chị ba, bây giờ đó tôi bận lắm, tôi đang tuyển lựa ca sĩ ở bên trong. Chị ba à. Tuyển lựa ca sĩ hả? Trời ơi, một giọng ca quanh vàng năm 99 mà không chịu lựa kiếm đâu cho xa. Ai? Tôi nè, vô ăn thử cho nghe. Chị ba. Sao? Cái cuốn video này đó là tôi toàn thâu nhạc ca trẻ, ca sĩ trẻ không mà chị ba. Chê tôi già hả? Được, dọn đồ ra liền bây giờ. Tôi quá. Chị ba, đừng nóng chị ba, vui tay cho không? Chị ba nóng quá không tốt chị ba. Thôi giờ như vậy nha chị ba. Thôi bây giờ chị ba hát đi chị ba. Bây giờ chị ba hát gì chị ba? Tôi sẽ hát nhạc kích động cải lương. Hả? Cải lương. Sao không được hả? Chị ba, cái cuốn video này là tôi thâu toàn tân nhạc không hả? Đúng. À, tân nhạc không hả? Rồi, vậy lấy đồ đó. Hát. Chị ba đừng nóng nữa, chị ba đừng nóng nữa. Tôi lại chị ba. Thôi giờ chị ba hát nha. Ông nhạc sĩ. Đơn. Gỡ cái bóp chút. Thôi đưa lại đây đi cho chắc ăn. Để cho chắc ăn. Làm quê tôi gì bác? Dạ anh cho em xin miếng nhạc đi dạ. Sao tháng đó. Chị ba ví dụ 6 tháng đó, hồi nãy tôi với chị ba nói rồi chị ba. Bây giờ mình vô nhạc liền đi, quên cái vụ 6 tháng. Vô đi chị ba. Dạ cho em xin lời với nhạc đi anh hai. Nếu mai thất nghiệp anh về Cà Mau anh cắm cầu bắt con gái bầu. Chờ em đi ngang anh mới cầu. Nếu cầu em được em về làm dâu cho má anh. Em về làm dâu má anh mới buồn rầu. Đánh em một trận em về rừng sâu em giữ trồng. Em về rừng sâu em lại mang bầu. Hạ sanh ra được một thằng con trai nó giống cầu. Cái gì vậy? Tôi nghĩ một bài đủ rồi chị ba. Bây giờ chị ba muốn mần thêm bài nữa, tôi nghĩ là mình nên để đến 8-9 cuốn sau đi nha chị ba. Bây giờ nếu mà không cho hát nữa đó hả, thì 6 tháng tiền nhà trả ngay lập tức. Bây giờ chị ba trả không?
Chị ba đừng nóng chị ba. Sao con không nóng được 6 tháng rồi, chờ 6 tháng nay mà còn không nóng nữa. Trời ơi, con cha này không có tiền mà đặt nổ ấy. Ê, chú Nổ chứ. Không có được bọt mới mà con đâu. Ừ, Hải. Mặt dê, mặt lừa gọt. Ê, tiếng dép. Vậy là đi hết rồi hả? Không có tiễn lựa ca sĩ gì nữa hết hả? À, vậy thôi tôi cũng về. Sáng mai đó ông dọn ra nha, để cho bỏng riêu dọn vô. Trời, tôi đúng là trầm luân tuyệt vọng rồi. Thôi rồi, đi bưng phở tiếp rồi.